6 viên. Vâng. Mua trước là chính thức là mua 6 viên đá. Bệnh của em thì nói chung là cũng bệnh lai dai, thứ nhất là nặng nhất là cái bệnh là cái hàm răng lung lay hết. Nó rung hết. Dạ, không nhai được. À, bị nhai chu viêm mà. Vâng, không nhai được, chỉ ăn cháo thôi. Rồi. Thế em khi mà thứ nhất thứ hai là đi ngoài nó lúc thì táo bón lúc thì không, nhưng mà đi rất là khó, nhưng mà khi cái trường đá thì người nó khỏe ra, nó rất là nhanh nhạy, thanh thoát mà nó làm việc cả ngày không thấy mệt. Hàm răng sao rồi? Hàm răng bây giờ nó chặt nhai vẫn nhai được, cứng nhưng mà nhai không, tức là nghe không cứng quá, nhai cái độ cứng nhất định thôi thì vẫn nhai được, nhưng mà kia hơi cứng thì không nhai được. Thứ hai là cái nhưng mà tốt hơn là trước đây năm rồi. Vâng, trước đây không nhai được một cái gì hết, chỉ ăn cháo. Bây giờ khi mà trường này thì người rất là khỏe, nó nhẹ nhàng, mà đi ngoài cách ngày xưa đi phải ngồi chờ, bây giờ đi bình thường ngồi cái đi được ngay. Đó. Thứ hai là người nó rất khỏe. Ba cái chủ yếu là cái nên nước mắt nước mũi nó không có giảm rụa. Không có ràng rụa gì trước nữa. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.